Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Warrior. Bên đây Tào Lao, Trà Bây Đao, Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chuyện bên đây. Còn đây là Lip Pro và Lip Pro, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đào mỏi vai gáy 145.000 một chai. Đặc biệt có chai Boy Gel nóng 105. Kêu nó qua coi. Nó vô tôi lấy cái nấp luôn rồi. Nó nấp rồi. Dây, mày qua bên kia ngồi coi dây. Cặp chân của Hồng Cơ Bắp rất hay các bạn ạ, rất cảm giác quá hay. Tại nó một pha quá hay cho cục vàng vậy rồi. Còn phía bên cây cột bên phải của anh em là tài nhỏ nhân mập. Tuấn Anh của Bắc Ninh. Đây là Tuấn Anh, cầu thủ có thể nói là hiện tại bây giờ cây nhất miền Bắc hiện tại bây giờ. Tỷ số đang là 4-1 nó nghiêng về cho GT và cục vàng nha các bạn. Xét bóng này thì bên Hồng và chắc sầu đen chấp một điểm nha. Đáng tiếc thật sự các bạn à, một pha quá hay cho cục vàng. Bóng bay ra ngoài, quá đáng tiếc pha bóng gì rồi. 2-4. Hồng Cơ Bắp đá bóng không vào lưới. 5-2. Quá hay cho chắc. Pha phòng thủ quá hay của chắc gì rồi. Quá khó cho cục vàng pha bóng vừa rồi. 3-5. Lại là Hồng tự sát tại năm lát. 6-3. Bốn sáu. Một pha kia bóng của GT quá khó cho cục vàng rồi. 4-6. Nhân Mập con kêu qua di chợ qua mãi cứ đi không Mập. Mập ơi, con kêu di chợ mãi cứ đi thăm không? Con đủ di chợ mãi đi thăm không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá hay cho cục vàng và bóng như rồi. Có thể nói một pha bật dần độ nhảy quan sát quá tuyệt vời cho cục vàng. Bảy bốn. Hai quả liên tiếp. Gơ tay bò lê bò lết. Bóng ra ngoài. Ngoài. Đổi sân 7-4. Nếp rồ và nếp rồ. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đồ mỏi về gáy 145.000 một chai. Đặc biệt có chai ve boy gel 105.000. Nóng với lạnh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Mua Đồ Giọt và Lip Rồ. Đang tiếc cho Hồng. Bóng nhảy chạm lưng. Lưới lưng Hồng. 9-4. Một pha trẻ vừa quá hay vừa rồi của Hồng có bắp vào 5kg. 5-9. Lại là Hồng phá ra ngoài nữa rồi. Không năm. Mười một năm. Hồng có bắp và cắt sâu đi. Có cảm giác như đang đuối sức rồi. Đang đuối sức rồi. 11-5. Quá cảm giác gì rồi. Quá cảm giác cho cục vàng quả bóng gì rồi. Mười hai năm chia đều cho bốn đứa, mỗi đứa 3 năm. Lại là cục vàng tự sát tạo ra. 12-6-12. Bảy mười hai. Bảy mười hai.
13-7. Chắc Sầu Điền kỳ bóng qua lưới. 13-7. Lại là Hồng có bóng không vào lưới. 14-8. Hồng có bắp là người kết thúc ra ngoài. Xin chúc mừng gơ tay vào cục vàng. Đây là nhóm của Nhân Nhỏ, xin lỗi, Nhân Mập, Tài Nhỏ, Tấn Anh, Bắc Ninh. Xa xa bên kia là những người anh em của Vĩnh Phúc. Những người anh em Vĩnh Phúc xa xa bên kia. Mã Cha So, Sến Sến. Đây là những người anh em của Vĩnh Phúc miền Bắc xa xôi vẫn vào đây giao lưu cùng anh em miền Nam.